À, tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá. Anh phải nói đây để em biết chứ. Em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À, thấy chưa? Thích con gái. Anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng. Mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái. Rất phù hợp, mình rất là thích. Mời đàn trai. Rồi, chào đàn trai. Mời đi em. Xin mời đàn gái. Bây giờ hai bên có mặt rồi, mình giới thiệu về mình đi em trai. Dạ, trước hết là em chào anh Quyền Linh cùng cô Hồng Vân, toàn thể khán giả. Sao lại anh Quyền Linh mà cô Hồng Vân là sao, lý do? Coi nó giới thiệu lại. Đó, chào lại coi sao nè, không tôi đi về. Tôi đi về đó, tôi không mai mối gì đâu nha. Giận rồi đó. Dạ, chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân. Tôi tiếp tục làm mai. Em tên là gì? Dạ, em là Nguyễn Nhật Quang. Sinh năm 1987, quê quán là Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Giờ Quang đang làm ở đâu? Dạ, mua bán tự do ở bên Tân Phú ạ. À, ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Rồi, mình giới thiệu về mình đi mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh, anh bạn kế bên và các khán giả đang xem chương trình hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, năm nay em 30 tuổi, em hiện sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm tại Bệnh viện Phụ sản Mê Công, về phòng kế hoạch tổng hợp, về mảng chăm sóc khách hàng ạ. Lan có thể cho đàn trai biết chút xíu ưu điểm và khuyết điểm của mình được không Lan? Ưu điểm của em là dễ gần, thân thiện, có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt. Bây giờ mình có cái điểm xấu nào không? Em có tật xấu là em nói chuyện chảy nước. Nói chuyện điệu chảy nước đúng không? Em ơi khoan, anh nghe cái vụ này anh thấy kỳ nha. Thuyết phục khách hàng tới đó đẻ mà chảy nước. Thuyết phục xong mà ta đẻ luôn giữa chừng luôn rồi đó. Em thử coi cái lúc mà em thuyết phục khách hàng á, em sẽ nói kiểu như thế nào mà ví dụ em nói là anh chảy nước đẻ nè, anh đang có bầu nè. Chị ơi, bây giờ tôi muốn tới đó sanh đẻ đó thì tôi làm sao hả chị? Nói đi tôi vẫn thuyết phục nè. À, chị chờ em một chút nha, em sẽ tư vấn cho chị. Trời ơi, tôi mất đẻ lắm rồi. Hả? Nhanh lên để tôi coi tới bệnh viện nào nè. Ôi, chị thích tới bệnh viện chưa chị? Chị đang ở bệnh viện rồi ạ? Tôi đang ở nhà mà tôi đau rồi. 9 tháng 9 ngày rồi. Chết rồi, vậy mình phải gọi xe taxi đến nhanh nha chị. Tôi đẻ đó tôi được cái gì nè? Chị đến đây sẽ được em chăm sóc tận tình nè. Nhưng mà tôi đẻ đó tôi được cái gì? Bệnh viện em có các bác sĩ chuyên nghiệp và các nữ sinh tận tình chăm sóc chị đó. Trong đó có em là nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ mình nữa. Từ lúc mọi nơi, lúc mình nào chị cần ạ. Đẻ đâu mắc không? Chi phí nó không hính đến nổi đâu chị. Trong khả năng của mình em nghĩ vậy á. Rồi chịu đẻ chưa bà nội? Chị sao rồi? Bà chịu đẻ chưa bà nội? Sao rồi? Tôi đẻ luôn rồi. Trời ơi, nó thuyết phục vậy đó anh thấy được không? Dạ tốt ạ. Tốt hả? Bài bản anh. Còn mình là sao? Ưu khuyết điểm sao, giới thiệu cho đàn gái biết đi. Em thì rất là nhiều bạn. Trước đây em tốt nghiệp kiến trúc. Làm thì chuyển về làm gia đình, về nghề vải. Rồi em chuyển qua bán quần áo, về thời trang. Bán quần áo con trai hơn gái? Dạ, đồ nam. Rồi. Ủa làm sao là cái đó điểm mạnh là đi bán đồ hả? Dạ, điểm sao? Mạnh hiện tại là rất là nhiều bạn. Em giao thiệp rộng đúng không? Dạ, đúng rồi. Có tật xấu gì không? Có tật xấu gì không kìa? Tật xấu có nghĩa là chắc phải để bạn nữ khám phá quá. Khám phá? Anh phải nói đây để em biết chứ. Sao thấy có vẻ châu chuốt quá vậy? Tại vì em cũng quen biết với lại mấy anh em thiết kế. Cho nên lúc nào là cũng đi ra đường với một tâm thế là lúc nào cũng gọn gàng châu chuốt. Bóng bẫy đó. Bóng hả? Có bóng không? Bóng bẫy. Ta phải để chữ bẫy vô. Nhưng mà cái mắt của Linh kỳ lắm. Mắt của Linh là bóng bẫy rất là nhẹ nhàng. Ở ngoài đời em là bạn nam thích em nhiều hay là bạn nữ thích em nhiều? Đến chương trình thì em cũng tìm bạn gái nên em cũng ít gặp bạn gái nhiều. Cái khuyết điểm của em hiện tại đó là
chưa dám không có chủ động trong các mối quan hệ đối với bạn nữ, đúng không? Và tìm hiểu các bạn nữ. Mấy bạn nam thì mấy anh em có như nào thì đó là của người ta, mình chỉ bạn bè thôi. Tức là cũng có con trai thích, cũng có con gái thích, thì cũng có một vài người ngỏ lời lên nữa. Có ngỏ lời không? Ai ngỏ lời hả? Dạ có chứ. Ngỏ lời sao? Thì ví dụ như em thích anh thích em vậy đó. Vậy đó. Dạ. Rồi anh trả lời sao? Thì anh thích con gái. Anh thích con gái. À thấy chưa, thích con gái lo cái chỗ đó nhất á. Vậy mà cuộc sống nó hấp dẫn vậy. Nói nghe nè, em tưởng tượng về cái mẫu người bạn gái của em phải như thế nào? Ngoan hiền, trắng, cao, dễ thương, trẻ, khỏe mạnh, nhanh nhạy, lên lẹ, thì trong đó đã có sức khỏe rồi. Là bây giờ em đã sẵn sàng lấy vợ chưa? 34 tuổi rồi đó. Dạ, đã sẵn sàng để lập gia đình rồi chị. Nếu như ví dụ gặp cái người bạn mà ưng ý mình cái là bao lâu thì em lập gia đình? 6 tháng. 6 tháng. Trời, ta nhanh luôn. Dạ, kể đó. Nhưng mà trước khi anh qua gặp bạn gái em, hãy cho bạn gái biết là em đã trải qua cái đường tình duyên như thế nào, mấy mối tình? Dạ, cũng vài mối tình. Mối dài nhất là nhiêu? Cũng vài năm. Tại sao chia tay? Dạ tại vì cô ấy qua nước ngoài, còn mình thì mới cũng trắc trở nên là nhiều cái không hiểu nhau. Rồi sao mà cách lòng rồi đúng không? Chào em gái. Chào anh. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là khoảng vài tháng. Rồi. Mối tình thứ hai là khoảng gần 8 năm. 8 năm. 8 năm đây. Dạ. Lý do? Dạ chắc do đó còn trẻ mê trai anh. Em quen bạn đó vì em mê trai. Mê trai em mới quen bạn đó. Nhưng mà đừng hỏi lý do tại sao em chia tay bạn dạ, đó. Vì bạn em không có ý chí hả? Còn một người ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Chứ không phải em mê trai, em yêu bạn 8 năm sao em thấy con trai kia đẹp hơn em bỏ bạn đó. Dạ không có. Thấy chưa, nãy hiểu lầm, nói dễ hiểu lầm lắm á. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Dạ cao hơn em, chân thành trong tình cảm. Em thích giống ai nè? Em thích giống thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây cũng giống rồi nha. Con nét, con nét giống Đặng Văn Lâm á. Cái bạn nam bệnh á. Được á. Bây giờ á, em ghét điều gì ở đàn ông nè? Dạ, em ghét con trai mà hay nhậu nhiều. Nhậu nhiều có không? Lâu lâu cũng có nhưng mà không có nhậu. Dạ. Rồi ghét gì nữa? Dạ, lăng nhăng. Lăng nhăng, ta đó có mối tình có mấy năm mà. Dạ. Tại vì người ta đi nước ngoài ta mới chia tay thôi. Dạ, anh có keo kiệt không anh? Keo kiệt có không? Keo kiệt á hả? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Chút không sao anh. Là sao? Keo kiệt sao, cỡ keo kiệt nhất của em là sao đâu cưng? Phụ nữ giống như đôi khi muốn mua gì đó mà cái em thấy cái đó ở nhà nó cũng có thì thôi ở nhà dùng tạm đi, để dành mua cái nào lớn hơn, chứ cái đó nhiều khi xài không đủ phí. Dạ em cũng vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nói anh ơi em có loại son mới ra Yurika đó, nhưng nhà em còn em quá trời son luôn, nhưng mà Yurika mới ra bộ 5 cây 5 màu thì anh muốn mua thêm để chơi gì đó mà được không? Dạ nhưng mà cái đó tốt hơn những cái khác thì sao? Xài thử đi. Mấy cái kia cũng tốt. Mua mà nhiều, mua cây thôi, mua cây xài thử. Không, anh muốn mua 5 cây à, được. Muốn mua 5 cây xài luôn à. Được không? Chắc được chứ. Chắc được nha. Suy nghĩ. Thôi nói chung là cậu ấy có một chút gọi là keo, nhưng mà tính toán cho gia đình thôi. Dạ. Thấy không? Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mấy chị đồng nghiệp và chị họ của em ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái cho tôi xin ý kiến coi. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và chào hai em. Em là chị đồng nghiệp của bé Lan. Thì Lan ơi, chị thấy bên đàn trai rất là dễ thương, hai người rất là xứng đôi. Tiêu chuẩn của em á, với bé Lan là chị thấy đáp ứng hết luôn. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Rồi, Quang đi với ai? Dạ, có bố mẹ và em trai, em dâu. À, có bố mẹ rồi, xin chào cô chú. Chào hai bác, chào anh ạ. Xin chào MC Hồng Vân và Quyền Linh. Và xin chào khán giả màn hình nhỏ. Tôi là mẹ của cháu Nhật Quang á. Thì nói chung là bên này nhận xét về cô dâu đây là cô con gái đây là rất là dễ thương. Đến đây thì giống như là mình đã có một cái cơ hội. Thì cô nghĩ rằng là con và bạn bên này là cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Cô nghĩ rằng là con nên về đợi cô nha. Đợi cô á, về mặt mà tình cảm thì con cứ yên tâm đi, về đợi cô là phụ nữ, cô sẽ ủng hộ con hết mình đó. Khi mà có chuyện gì. Trời ơi. Dạ con cảm ơn cô. Tuyệt vời quá. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào coi hai đội cảm nhận gì nhau thế nào. Mở rào. Vấn đề là của Quang đấy. Dạ, hồi hộp quá anh. Thoải mái lên nào Quang, thoải mái lên. Dạ. Bắt đầu đi Quang. Chào bạn. Dạ chào anh. Có gửi những bạn
Dạ, em cảm ơn anh. Chúc em luôn lúc nào cũng tươi như hoa. Dạ, dạ em có món quà cũng tặng anh. Em tặng anh cuốn sách đó, đừng bao giờ đi ăn một mình á. Khi nào anh muốn đi ăn hay gọi em đi ăn chung ha. Nhất định rồi. Dạ, và có một bài thơ muốn tặng anh nữa. Dạ. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, ông tơ bà mối đưa đò xe duyên. Em thì lận đận chân chuyên, vì người chưa đến vì duyên chưa màng. Không cần anh đẹp cao sang, chỉ cần anh tốt sẵn sàng thương em. Thương em lòng phải cho tròn, đừng yêu đừng đến khi còn vắng hương. Đôi dòng bày tỏ yêu thương, mong rằng anh sẽ chung đường với em. Cảm ơn Lan. Đáp lại Liên Quang. Anh Quang hát đi anh Quang. Anh muốn hát bài gì để tặng em ạ? Bài chân tình ha. Dạ, bài đó em thích đó. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen, nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Rồi, hay quá. Hát rất hay ạ. Được rồi đó, về vị trí ngồi đi các bạn. Mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt như thế nào? À, cô gái đáng yêu anh ạ. Em có theo cái tiêu chuẩn của anh đang tìm không ạ? À, có. Dạ. Lan thấy mình như nào? Dạ, em cảm nhận anh là nhìn anh rất là đáng yêu và dễ thương, đẹp trai hơn em nghĩ. Dạ, và anh cũng yêu tính nữa. Cảm ơn Lan. Dạ. Còn em nghĩ về Lan thế nào, nói cho cô biết đi. Lan có thích du lịch không ta? Dạ có, em thích đi du lịch lắm anh. Dạ, hay đi làm từ thiện nữa. Tốt quá ha. Lan có thể cho mình một tuần được bao nhiêu ngày để mà có thể là mình cùng hẹn nhau ăn uống? Dạ một tuần thì em đi làm từ thứ hai thứ bảy à. Em thì cũng rảnh vào buổi tối thì em có thể sắp xếp đến 2-3 ngày để gặp anh. Dạ. Còn anh như thế nào ạ? À? Mình thì rất sẵn sàng, rất là vui. Dạ. Lan có thích chơi với lại các cháu hoặc là có hay nói chuyện với bà hoặc các dì không? Dạ có, em thích con nít lắm, em hay nói chuyện với dì, cũng hay đi chơi với dì, với các cháu ở nhà, hay dạy cháu dạy học. Dạ cháu. Tại vì nhà mình thì các dì rất là đông, dạ. Tới 9 người, phía ngoại, phía nội chắc 7-8 người nữa. Dạ. Nên là nếu mà đám tiệc hoặc là có những cái cuộc gặp gỡ sẽ giao lưu rất là nhiều. Dạ. Và mình cũng thích phụ nữ có cái chủ động trong cái vấn đề đó. Dạ. Để mà kết nối gia đình nhiều hơn, kể cả các cháu. Em thích con nít lắm. Con nít. Thì em làm trong môi trường bệnh viện á, gặp các bà bầu với em bé thì nhiều nên nhìn mấy bé rất là đáng yêu, thích. Hai người nói chuyện cũng cưng lắm á. Giờ này nè, em hãy nói những cái suy nghĩ tận trái tim của mình về cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Giờ tôi đề nghị hai bạn đứng lên nắm tay nhau, bạn nắm tay nhau để cảm nhận cái điện nó có đồng điện không? Đó, nắm tay đi. Nắm hai tay. Nhìn thẳng vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đừng có nhìn đi đâu hết trơn á. Sự anh là một người sống rất là đơn giản. Dạ. Yêu ghét rõ ràng và cũng muốn có được một cái người phụ nữ để mà chia sẻ những cái câu chuyện buồn vui. Dạ. Hôm nay gặp Lan thì mình cũng rất là mừng vì gặp được một người bạn rất là đáng yêu. Và cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã lựa chọn cho mình con gái rất phù hợp, mình rất là thích. Em cảm ơn. Em cảm ơn là chia sẻ của anh rất nhiều ạ. Lan cảm nhận Quang thế nào? Em cảm nhận anh là một người mà giống như em đang cần tìm. Không run tay. Hồi hộp đó anh. Lâu rồi mới nắm tay trai hồi hộp. Rồi, về chỗ ngồi đi các bạn. Dạ đó. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa xem những gì đã động lại trong trái tim mình. Và kiểm tra thật sự xem đây có phải một nửa mảnh ghép tương lai của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi. Bấm nút là chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Trước mắt của ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả, chúng ta phải sống thật bằng trái tim của mình các bạn nhé. Bấm nút thật, yêu thương thật, suy nghĩ thật và có trách nhiệm thật với những gì mình đã nói. Sau 3 tiếng đếm ta quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. Quang là người bấm liên tục đó các bạn. Nắm tay nhau đi Quang với Lan. Em cảm ơn anh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân cùng bên làng.
Bây giờ nè, trước mặt bố mẹ của Quang nè, Lan muốn nói điều gì đi? Dạ, em chào hai bác, chào anh chị ạ. Hôm nay là tụi con chính thức là hẹn hò, mong hai bác chấp nhận cho tình yêu của hai đứa con hả? Đó, bắt tay gái gật đầu đó. Mình nắm tay, nắm tay, nắm tay. Dạ, chứ nắm tay. Ủa, không phải bắt tay? Dạ, nắm tay. Nắm xen tay, xen tay. Rồi. Ô, da mềm ha. Hôn nụ hôn đầu tiên. Hôn má. Dạ, hôn má luôn hả? Ừ. Dạ được. Dán cái tóc ra. Em cho anh hôn cùng hôn nha. Ngọt cái lỗ tai của người ta, cái má ngoài. Dạ, cái má ngoài chỗ nào anh? Thì cái má chứ không phải trong lỗ tai. Chỗ cái má. Lan hung lại cái, Lan cho nó đỡ rung lên. Hai này dễ thương lắm nha. Cái mặt hân cưng dễ sợ. Không, thật sự thấy cưng lắm, hai đứa dễ thương lắm á. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Chúng ta giữ lấy để vào đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Và nhớ những gì nãy giờ mình nói trên truyền hình, nó là biên bản của tình yêu. Yeah. Không thể làm sai với tất cả điều đó nha các bạn nha. Bắt đầu từ bây giờ các bạn không phải đi ăn một mình nữa, mà các bạn sẽ đi đôi với nhau, ăn để trò chuyện với nhau, để hiểu yêu nhau nhiều hơn. Chúc các bạn sớm về chung một đội, giống như là mẹ của mẹ, nói mẹ nãy nói. Ha. À, dẫn về đội nhà đi. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh sẽ mời quý vị đến với cặp đôi thứ nhì. Có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Dạ thì khác hợp với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không. Vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý, như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Đầu tiên là xin chào hai MC đáng kính là chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Cháu tên là Lê Anh Tuấn, năm nay cháu 30 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch, Đồng Nai. Hiện cháu đang là giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn, bộ môn lịch sử. Quê mình ở đâu? Dạ, quê cháu là ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, Đắk Lắk. Ngoài đi dạy còn làm gì nữa không? Dạ, ngoài đi dạy thì cháu còn buôn bán trái cây. Trời ơi, làm nhiều việc quá hả? Thầy giáo bây giờ cũng nhiều người phải làm nghề tay trái luôn. Đúng ha. Đúng rồi, ta có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập nữa ha. Vâng. Mời nhà gái. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo. Mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ, em làm ở bệnh viện 175 á chị. Là nhà Thảo thì ở đâu? Dạ, nhà em ở đây luôn ạ, ở Gò Vấp luôn ạ. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cơ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm. Sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ, điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát, nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó. Khi nói trước đám đông, cái con sống hơi hướng nội. Điểm mạnh, điểm yếu là của mình là gì? Cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ, đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Mà mỗi qua tới rồi đó. Rồi, chào cưng. Dạ. Mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nè. Nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Mối tình thứ hai, mối tình thứ ba, thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là khi mà cháu ra trường, cháu đang tạm thời ở nhà, thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho, đẩy thuyền cho đấy ạ. Nhưng mà các mối tình đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk, nên mà cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ.
có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Đây là hôm nay một trong muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, đúng không? Dạ. Đó. Phải cưới sớm chứ không dạ, là cô đi cưới người khác đó. Dạ. Thôi, để đi. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu, mong manh. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Dạ thì khác hợp với lại bạn nam bên đó ạ. Thì con chưa có mối tình nào hết, chính thức hết. Không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò. Nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động, với lại hay đến trễ. Dạ cách đây cũng 6 năm. Bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào nè? Có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ có ổn định ở Nhân Trạch được không? Ồ, Nhân Trạch là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, đi đường cao tốc chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Trời ơi, phát triển lắm. Giờ đất mắc lắm, chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè. Đi nước ngoài khỏi cần đi xe, đi bộ cũng tới. Cháu không lo nha con, không có lo. Thôi, mình muốn tìm người yêu thế nào? Cháu cũng chỉ thích một bạn nữ là cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. À. Lớn tuổi cháu cũng không có phải là yêu cầu quá đẹp. Nói chung là được được là được rồi. Chú bên đây quá được luôn. Dạ, vâng. Đó. Kinh nghiệm chú bên đây quá được quá luôn. Đẹp luôn á thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại, anh em, bạn bè một cách chú đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút được. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau, nó cũng giống như một cái tấm gương vậy. Mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ, bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Dạ, xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh. Xin chào nhà trai. Bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là nghiêm túc. Em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định. Và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ, là một người con rất là hiếu thảo. Tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống. Mình thấy bạn nữ bên này là rất là xinh, có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ, đàn ông rồi. Nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Không quen gì nào khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây thì tuy đa phần nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ra vát. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì trong một lần trong cuộc đời thì ai cũng thắt một cái cà ra vát. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà vạt này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em, cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Rất là đẹp. Dạ đây, em nghĩ là rất là hợp. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì.
thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ đúng ở rồi. Trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm bệnh viện gần nhà luôn anh. Dạ em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Thì qua tìm hiểu thì em thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo cho Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Dạ. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ, yeah. Sạch đúng không? Nhà trồng sạch đúng không? Vâng, đúng rồi. Có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Nhân Trạch. Sài Gòn là cầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. 30 rất phút? Là gần. Anh chỉ cần đi qua Phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Em nói em ở Gò Vấp đúng không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần không? Thì em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó hơi xa. Một tuần thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè. Dạ. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được. Anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm. Nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi anh về quê. Thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh, cái sở trường của anh là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Dạ em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Yeah. Là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được, chứ nuôi vợ khó lắm. Nuôi vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được ý. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Dạ. Là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi một lần đó. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn thì người ta cũng sinh sống làm việc ở trong này thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy thì em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Bây giờ anh nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa Nhân Trạch, Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái Phà Cát Lái thì chẳng hạn như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng hạn như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Yeah. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ giờ con đang ở nhà với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con thôi. Có xin... ba chị nữa nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng. Rồi. Ở riêng. Ở rể được không thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi. Mà do anh có một cái... anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh hơn. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, chứ khoảng chừng nào mới có?
khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. Khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm ạ. Đặc biệt là ở khu vực Vĩnh Thanh là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc rồi miếng nào chưa? Dạ chưa. Vì sao nói 2-3 năm nữa có được? 2-3 năm nữa, năm nữa chắc chắn nữa. Là có. Thì bây giờ tạm ở nhà vợ đi. Rồi 2-3 năm nữa người ta có người ta chuyển qua riêng. Tính vậy cũng được mà. Ừ. Được không? Riêng cái vụ này là phải nghe chú Linh đi. Ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á. Thí dụ vợ để được không? Về đây xin dạy được mà. Về Sài Gòn bán hàng online cũng được nè. Bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không? Hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì giờ, đề xuất giờ mà chốt sale ở chỗ này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo này kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp này ha. Về anh ta đi làm nè, có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó, phụ lo với ông bà. Xong rồi bán trái cây, dạy thêm gì dạy đó. Dạy ở đây được mà, nhiều ở đây thành phố nhiều trời trường ơi. Lắm. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể là ấy, ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có đất rồi tính sao. Chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng. Cái đó là chú nói thiệt đó nha. Tức là vậy nè, chú Linh nói không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt, một đó. Cái plan á, để dạ. Mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu không? Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là ok đã dạ. Bấm nút đâu mà ok. Thì, hiểu không? Quan điểm của con khi mà lên chương trình này là rất là chín chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con cũng không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con đường tương lai vậy khi đó. Khi mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này. Vợ nghe lời chú đi, chú tính con vậy. Chỉ cần về mà phụ huynh mà thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phủ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình thì rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Con hỏi thử má lúc tiền có đi sửa không? Nghĩ là chắc tiền tự nhiên là từ bé đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Rồi giờ thầy giáo bước tới nắm tay cô gái đi và nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy cũng còn vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chị em năm nay 30 tuổi à, sinh năm 91. Nhớ tên gì không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Thảo ạ, à, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ ạ, Tuấn ạ. Trời, cái này hồi hộp quá. Hỏi đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Anh gái hát lại đi nào. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ, tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Baby take my hand, I want you to be my husband, cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi cái câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi, em muốn anh làm chồng của em, bởi vì anh chính là Iron Man của em mà, và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần luôn ạ. Dạ, lãng mạn ghê chưa. Rồi trở về ghế ngồi các bạn.
Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng hai đứa. Bấm tay nhau nào. Đó, đó. Xin phép chị hôm nay đại diện gia đình. Dạ, đầu tiên xin phép đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn bạn một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa. Đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Giữ lấy món quà của bạn gái tặng. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn cô chú. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Em có một mối tình 3 năm. Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. Vậy yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn em. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Mấy mối tình này? Dạ 2 ạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Bây giờ nhà gái xin phép được mời bạn nữ ra trước. Trời ơi, trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào em. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ dạ. Long An là ở đâu? Dạ Cần Đước. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Hồ trẻ dữ vậy. Dạ. Là sinh năm 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn? Bến Tre luôn. Chà, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổ đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ em vẫn học thanh nhạc nữa. Và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh hứa với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên. Đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nói
nhau mãi như mây trời. Giang tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến, giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê, anh sẽ về. Yeah. Em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Phải rồi đó. Phải. Tức quá cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè. Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiều phòng? Khách sạn khoảng nhiều phòng, khoảng 60. 60. Ồ, vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Dục Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha, gửi. Trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm kỳ cục quá. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Nói chung tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm? Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, ta không muốn cưới á. Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. Thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không. Trời, nha. Ta quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô ta chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt không có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà dạ. Bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại chứ. Lại giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ôi trẻ dữ vậy. Thục Lan 8 mấy? Thục Lan 8 mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi. Đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi làm sao luôn. 201 hả? Dạ. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình này? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà dạ. Ha?
Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ, đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi. Nhưng mà con đi đâu á, con quan tâm nó. Tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la um sùm. Thôi chú qua không đấy. Qua bánh đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ. Từ từ cảm nhận nha. Bây giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 ạ. Con 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình nó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Dạ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết con. Rồi. Trắng thì đoạn trường. Trắng thì cũng người... dễ con ơi. Sao đâu? Dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao nhưng... con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi. Dạ? Hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc dạ. sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Dạ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Dạ, nên giờ thôi con điểm đi thêm con. Một vài điểm đen đi. Cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu không được. Nâu, đúng, nâu. Cái nâu. Này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Con gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Chó chú hay quá. Tại vì là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ cần đúng màu đen bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con Bông. Dạ, chó con... nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khổng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướn rướn lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nha. Đừng để con Bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời, dạ em cảm ơn ạ. Em chào anh, anh nhớ xeo cho nên Yadi Mita. Chào anh, em tên là... Nickname em là Yadi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi, cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên. Mà nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À con chưa biết hả? Ừ. Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có... À em cũng hát rap được ạ. Nào. Tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào.
Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai, chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc, chẳng ai có thể làm tim anh lay để gọi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin, không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về phản cách, em chỉ để ý đến anh thôi, chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Các bạn đã thường thường hát đọc liếm, đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi á, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ, con phải nhìn hỏi một đoạn nữa thôi. Jerry chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Để con nhớ lời nhé. Giờ mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm lại điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Ha, được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap, rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn dạ, luôn dạ. Đây. Đi. Trời con mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Ni da ape wa janane ka yo kiyochana no ye islam more to say yeah say yeah not a but okay nege kako inna ba ne more hana macho man le love it's true. Okay. Rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện nữa nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ở 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó còn 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Ừ. Thì em muốn học anh một tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm? Dạ, một tháng một lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì hai lần, ba lần. Hỏi coi em về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp, nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó như sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái rồi. Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, mình dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi cái bông cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè, mình tới mình nắm tay bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái, rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Điều 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Anh thấy tay anh sao? Tám gì nắm, anh cứ... Em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, dạch ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không? Dạ, nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Biết rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến, nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3.
có thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa? Cái bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK 30FL VKT-VN. Hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Mỗi người đi con đường thôi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đi về thôi, Tâm ơi. Bạn với họ luôn luôn có những cái pha như thế, bất ngờ như thế. Chúng ta chúc cho hai mảnh ghép đó họ sẽ sớm tìm được những mảnh ghép phù hợp với chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Mở đầu thì Lan xin phép được mời nhà gái ra trước nha. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là dạng dĩ. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút thôi. Cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất, mà mình không cách gì mình giành giật lại được hết. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Chia buồn với anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. Dạ chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, và muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha. Rồi. Rất là chung thủy luôn. Dạ. Yêu nhau 8 năm. Ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài.
anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa, rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi. Nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43, thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy, thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút. Dạ, đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Anh thấy kẹo này thơm không? được thì được đó. Mỗi mối không được mất đền à. Người ta đi với ai? Thực sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang kiểm tra online đó, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình thôi. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống những gì mà nãy giờ Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh, không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này cảm ơn em chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà vạt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra cho anh biết thôi nhé. Một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng đó, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ.
Thật sự thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Thôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần à, mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được? Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm. Là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không. Thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp. Đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả. Mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân cả. Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự vừa nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá. Thì Dung hát đi. Nhưng mà này anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài. Dung đi hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba.
Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng, và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho anh chị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, còn đây là cốt súp gà Quốc Việt Food, em xin gửi tặng cho anh chị. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng cho anh chị hai món quà này. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh cùng Ngọc Lan. Cảm ơn anh chị. Dạ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ, được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời? Rồi, được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Đó, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trên quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, em. Chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thúy Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số ạ. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc ạ. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm bữa bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình, cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. À, nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. À, hay rồi nha. Hay rồi. Hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở.
Rồi ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À bù qua bên đây. Được được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả phòng ăn luôn. Rồi đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn thì tốt. Tốt rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Rồi khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh nghe chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là dạ bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe đúng không bạn? Ờ cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời ơi, mối tình gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Một mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi, nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái 2 cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn này nghỉ thì bạn sau mới vô. Tao không dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu, cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai ta. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính anh lên lời. Chúc mượn cho cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm đấy, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 kg được không? Tôi vừa vặn được rồi anh, ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước, tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá, anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được, hoặc là phố đâu phù hợp thì sống ở. À, mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Giờ ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen còn có dễ nữa. Dạ. Anh thấy... hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô này dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Duyệt không? Duyệt. Bây giờ rồi, cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Dạ. Cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà là nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì
Thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay, và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau, và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, em trai đi với em trai. Dạ, em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. À. Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. Cảm ơn. Tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Như giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi. Cây này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi, tên Ngọ lắm. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. Trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. Dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học cái mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cũng trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Dạ. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, cái gì mới chưa phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp làm như đó giờ là... Nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Mà có duyên đó anh. Rồi hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em. Dạ có ạ. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Nghe không? Em hỏi là dự định tương lai nè ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè, rồi về mình phát triển kinh tế thế nào, hỏi để có ảnh sao hiểu không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ, được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ, cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi, bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho nó giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha? Em mong muốn điều gì, nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Là nói sao mà để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không, phải nói sao anh cảm thấy như thế nào. Gặp em lần đầu anh thấy anh sao? Cảm thấy đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi, bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm đó, chứ không nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1. Bấm thấy không? Thấy không, tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời nó tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ. Nắm tay nhau đi hai bạn.
Trời ơi, thấy chưa? Vậy con chần chờ gì nữa? Cưới, cưới gấp, cưới gấp. Rồi, hôn nhau thôi. Mà xin phép em ơi. Không, không má đàng hoàng. Hôn mà làm gian ớt gì đó. Rồi, nắm tay, nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ.